Chương trình hội ngộ đặc biệt giữa hai vị tu sĩ, cha Vũ Thế Toàn và thầy Hằng Trường và anh Trầm xin kính chào quý vị. Và để mở đầu chương trình hôm nay cũng như mục đích tại sao chúng ta lại có cơ duyên để được hầu chuyện với hai ngài, con xin mời thầy bắt đầu ạ. Chào cha Vũ Thế Toàn. Vâng, thưa thầy, chào thầy và đồng thời gửi lời chào chị Trâm cùng tất cả anh chị em mà có dịp mà vào trong cái khoảnh khắc này với chúng ta. Cái lý do là mình muốn thích mời cha tới nói chuyện để chia sẻ là bởi vì trong cái lúc mà mình gọi là rất là khó khăn của cái pandemic, là cái đại dịch như vậy đó, thì người Phật tử cũng như là người Công giáo cũng như là tất cả mọi người, mọi chúng sinh, mọi nơi, lúc nào mình cũng cần có một cái xu hướng tâm linh cả. Và mình lúc nào mình cũng mong rằng là có được cái sự hướng dẫn của bề trên. Thì bề trên đây có nghĩa là Phật, Bồ Tát, có nghĩa là Chúa, có nghĩa là Đức Mẹ, có nghĩa là bất kỳ một cái đấng nào mà thiêng liêng. Trong cái lúc này là cái lúc mà chúng ta thấy là cái đấng thiêng liêng là quan trọng như thế nào trong cuộc sống. Nên là mình mời cha, mà cũng như cha mời mình tới là để mình chia sẻ cái sự thiêng liêng đó. Thì thưa các bạn cũng như thưa chị anh Trâm đó, là mình mong rằng là sau khi chương trình này xong rồi thì là có lẽ là ai chúng ta cũng thấy rằng là mình không còn cái bức tường của cái tôn giáo nữa, mà mình thấy rằng là mình đều xem bốt, mình đều chung một cái nạn như nhau cả. Và cái tình huynh đệ mà thầy và cha Toàn đó, cái tình huynh đệ đó cũng là một cái thiêng liêng vô cùng, phải không thưa cha? Chắc chắn thầy. Mà vẫn nói một cách gọi là quý hóa, một cách mà dễ hiểu, thỉnh thoảng mình cứ hay đùa với nhau trong cái gọi là ấm áp của cái tình thân, thì mình cứ bảo thỉnh thoảng thì nhà Chúa cũng phải qua nhà chùa thăm một tí, và nhà chùa qua thăm nhà Chúa một tí. Thầy đánh dấu sắc thì qua bên đây, mà đánh dấu huyền thì qua bên nhà thầy. Rõ ràng. Khi nào mà cha muốn cuộc dốc thì qua bên nhà chùa. Dạ vâng. Còn khi nào mình muốn leo lên trên trời thì qua bên nhà chùa. Nhưng mà cái vấn đề mà có lẽ là chắc chị Trâm sẽ hướng dẫn là cái sự thật là cái tình bạn và cái tình mà mình gọi là nó có một cái sự thiêng liêng trong cái tình bạn, và bên nó có một cái tuổi tác. Dạ. Cha thì là hơn thầy định gần 20 tuổi. Đâu dữ vậy thầy? Yeah. Chúa tôi thầy nói vậy là con chưa bao giờ thấy cha Toàn giật mình như thế. Và mình có cái sự hiểu biết về cái đạo mỗi người một cái hướng đi, nhưng mà thật sự là cái tình bạn nó không có phải là vậy. Và mình rất nhiều lần mình nói chuyện về cái đạo pháp, về tôn giáo, về cái tín ngưỡng, chứ không phải là nói là đừng có nói chuyện tôn giáo, mình cũng nói. Và mình cũng có nói chuyện với chính trị, nhưng mà cái đó nó không có làm cho cái tình mà huynh đệ nó sức mẹ. Và có lẽ cái điều đó là cũng là cái điều mà dạ thầy xin chia sẻ chị Trâm là thầy rất là cảm ơn cha, là bởi vì cái cuộc sống của mình thật sự đã tìm được những người bạn đó, là cũng giống như thử là tìm được những cái kho tàng vô giá. Và khi mà người bạn mình có thể nói chuyện được với nhau đó, thì kho tàng nó thật sự là nó sáng vô cùng. Vâng. Nên cũng cảm ơn cha vô cùng. Thầy nói vậy chứ thật sự ra cái sự tương kính đã vậy, nhưng mà cái chân tình đến với nhau đó thì nó cũng không hẳn là qua những cái buổi nói chuyện đâu, mà qua ngay cả những cái khoảnh khắc thời gian mà chúng ta có, mà chúng ta đi lại với nhau. Mỗi một lần qua bên nhà thầy, hoặc là có những lúc mà đến để gặp gỡ nhau rồi nói chuyện chia sẻ tâm tình, thì bao giờ cũng vậy. Ngoài cái tình thân mà hai anh em chia sẻ với nhau rồi, thì lại còn có những cái mối quan tâm và những cái trao đổi của cuộc sống chung quanh, trong đó mình cũng nặng trĩu trong lòng mình cái hình ảnh của tất cả những anh chị em chung quanh chúng ta. Trong đó có các vị mình gọi là trong nhà mình gọi là các tín đồ, rồi thì những anh chị em đồng đạo chẳng hạn như vậy. Cho nên là mình đến với nhau thì chẳng phải là cái tình thân của hai người với nhau, nhưng mà nó mang cả một cái gọi là cái không khí gia đình của cả những anh chị em vây quanh chúng ta nữa. Thành thử đấy mới là cái mà cảm thấy an ủi, và nó cũng làm cho khuyến khích tinh thần cái đời tu với nhau. Tôi vẫn cứ hay nói một cái câu dí dỏm như bảo nhà Chúa nhà chùa thỉnh thoảng qua với nhau thì mình người ta ngoài kia thì người ta huynh đệ chi binh, còn đây chúng tôi cũng là huynh đệ chi tu. Thành thử là nhưng mà cũng có một cái điều muốn chia sẻ với các bác là như thế này, là nhiều khi mình hay bị kẹt trong cái triết thuyết, trong cái giáo nghĩa, trong cái giáo điều và trong cái triết lý, mà nhiều khi mình không thể chia sẻ để mình đồng hóa về cái triết lý giáo trí, là mình không thể nghĩ rằng là cái sự thiêng liêng này vô cùng. Thì xin chia sẻ với cha một cái điều như
cái điều mà chắc là cũng một cái niềm vui. Thì cách đây khoảng 20 năm đó, thì là tôi được mời đi qua bên Tuscany. Bên Ý. Dạ, yeah, Tuscany thì là đi về mấy người bạn làm việc. Thì trong đó đó mình không biết là có một cái người là cũng là thuộc về dòng Chúa, mình không biết nữa. Vâng. Thì mình tới ngay giữa đường đó, thì họ có một cái hồ, cái nó đào vào đất, thì họ nói cái này là khoảng thời gian mà 2000 năm trước rồi đó. Thì mấy người mà đi họp đó thì họ mới cởi áo cởi quần ra, họ thực ra là họ có đồ tắm, họ ngồi dưới cái chỗ tắm đó. Rồi thì lúc đó thì tôi thì không biết lỗi này, tại vì cái hồ nó càng là con chân này phía thế này lớn lắm. Thì tôi mới cũng cởi cái áo vàng ra, thì có cái áo đen thôi, mình ngồi mình thòng chân xuống, mình lắc lắc cái chân cho vui vậy đó. Ngồi đó thì mấy người họ ngồi thì là thì có một cái vị thì vì nhiều người đi họp mình không biết là ai về ai cả. Trong cái nhóm người thì chỉ có 3 người là bên Mỹ qua, 4 người bên Mỹ qua thôi, tôi về là 2 anh bà về một ông nữa, còn bên Ý đó thì họ có 3 người nữa họ dắt đi. Vâng. Thì sau khi mà ai cũng xuống ngồi thì tại ra cái chỗ đó là cái chỗ đó mà khi mà mình nói chuyện với nhau đó thì cái người Ý đó họ mới ngồi xuống trong cái chỗ nước đó để họ nói chuyện với nhau. Nhưng mà tôi không còn ngồi xuống, tôi chỉ thòng chân kẹo chân để ngồi xuống thôi. Nhưng mà cái mà vui nhất đó, thì khi mà đứng lên đó, thì cái vị đó có một cái vị nghĩ lại về tôi như thế này, nói dạ thưa Master, là Master được biết tôi là ai đâu. Dạ không, tôi được giới thiệu chỉ biết là đấy là những cái bàn thôi. Dạ không, tôi là một tu sĩ, nhưng mà khi tôi cởi áo ra và ở dưới nước thì chúng ta đều như nhau cả. Và cái đó có lẽ là một cái tình bạn mà rất là hay. Thì cái vị đó sau này thì là cũng có rất là quen thuộc, vài ba năm cũng có liên hệ thứ tư này nọ với nhau. Nhưng mà cái chuyện đó nói rằng là nhiều khi là mình nghĩ rằng là cái màu áo nó quan trọng lắm và cái tư tưởng nó quan trọng lắm, nhưng mà đối với cái nước này, theo như họ nói cái hồ nước này đó là nó đã có sẵn 2000 năm rồi thưa cha. Vâng. Đó là cái hot spring, là cái chảy như vậy. 2000 năm nay rồi thì là nó không còn cái không có sự tách biệt, nó không có sự cách biệt. Vâng. Chỉ có sự tách biệt là cái dòng nước đó và thầy... cái hồ đó là từ thầy Chúa là vâng. 2000 năm trước. Và thầy có những cái lý thú và kinh nghiệm như vậy thì về phần mình cũng có những cái mà phải nói là nó đơn sơ hơn nhiều. Ở đây rồi thì giữa thưa chị Trâm là thầy với tôi với lại cả chị đó, chúng ta lên nói chuyện với nhau thường xuyên, nó cũng có những cái khoảng khắc như vậy đó. Yeah. Thì anh chị em cũng biết mà tôi thấy lý thú nhất là những cái lúc mà tôi đi ra chợ, mà tôi chuyên môn đi chợ đi ban đêm là bởi vì là tôi làm việc với các em sinh viên thì tôi hay đi vào cái giờ buổi tối. Thì ra thì tôi thấy các xím, tức là các bà nội chợ đó, ngồi chọn đồ ăn xong cái thì đang đi như vậy, thì tôi cứ tỉnh bơ bơ tôi đi vậy thôi, tôi xem là có cái gì hay thì mua. Thì thường các xím chặn xe lại hỏi, ô chào cha cũng đi chợ à? Thì tôi bảo chứ dạ thưa, chào chị, tôi là người chứ chưa là thánh, vẫn còn phải đi chợ. Thế thì tôi cứ tưởng là những anh chị em đó là những người gọi là người Công giáo, thì họ biết mình họ chào. Đến lúc lân la nói chuyện và thôi xong cái rồi chị mới bảo thôi bây giờ con về nhá, lúc khác thì gặp cha, mà bây giờ muốn thỉnh thoảng mà liên lạc với cha, liên lạc làm sao bây giờ hỏi xa, xin lỗi cha trụ trì ở đâu. Thì tôi mới biết rằng là không phải người Công giáo. Thì cha chú... mà trụ trì ở đâu, tức là vâng. Vâng, thì là mình hiểu rồi. Cái thầy, vâng. Vâng, thế thành thử ra mình hiểu như thầy nói đó, cái mối tương giao ấy, nó phá cách hết tất cả những cái mà thường là, như tôi cứ cảm nghĩ là đây là những anh chị em tín hữu Công giáo, nhưng mà không phải. Họ là những người không phải người Công giáo, mà họ đi chợ, mà họ nhận ra mình. Và trong một cái khoảng khắc, cái câu chuyện nó rất đơn sơ thôi, nhưng mà nó có cái sự ấm cúng ở trong đó, tức là giống như là một người bà con thân thuộc gặp nhau, chào nhau và có những cái lời qua lại, và mình có những cái khoảng khắc mà nó ấm cúng. Đây là thầy nói cái kinh nghiệm của thầy, thì chung quanh chúng ta cũng có đầy rẫy những cái kinh nghiệm như vậy. Vâng, thưa cha và thưa thầy, với cái lời mà tâm tình của cha và thầy vừa rồi thì cho chúng con được biết là chúng ta đều giống như nhau. Vâng. Vậy thì trong cái thời gian đại dịch mà chúng ta đang phải đối phó đó, thì cái mà mối quan tâm của chúng con là những người, cho dù là bất cứ là Phật tử hay là người Công giáo,
đều có những cái khắc khoải trong gia đình, những cái gây ra bởi cái đại dịch này. Vâng. Thí dụ như là bây giờ chúng ta trong thời gian vừa rồi chúng ta phải ở nhà, chúng ta không đi làm, chúng ta gặp nhau nhiều hơn, rồi con cái thì không đi học, thì nó có những cái mối xung khắc hoặc là những cái khác biệt mà bây giờ nó với hiện ra. Vâng. Thì thưa cha cũng như thưa thầy, với một cái mắt nhìn của cha và thầy thì cái chuyện đó chúng con nên nhìn như thế nào, và nó cái điều mà tương giao giữa hai cái nhìn nó tập chúng con như thế nào? Con cha, mời cha. Dạ, con mời cha. Cái này là cái lẽ tự nhiên. Vợ chồng ở với nhau thì đấy là một trong những cái mà mình cũng có thể thấy là nó cũng khá rõ đấy. Mặc dù ở đời sống Mỹ ở đây thì chúng ta ở chung một căn nhà, nhưng mà không nhất thiết là chúng ta có những cái khoảng khắc hoặc là thời giờ đối thoại nói chuyện thân mật với nhau lắm đâu. Vợ chồng nhiều khi có khác biệt cái thời khóa biểu như chị vừa nói đấy. Trong cái thời gian này chúng ta bị giãn cách thì chúng ta đâu có được đi đến sở làm việc, đa số là làm việc nghĩa là ở tại nhà nhiều. Như tôi bây giờ chị, thưa thầy là bây giờ các em sinh viên bây giờ đâu có được đến trường đâu. Mà con cái của mình thì nó ở nghĩa là tứ tán hết tất cả mọi nơi, cho nên là chia ra cả đến 3-4 cái gọi là cái múi giờ đấy. Thì khi mà nó về nhà nó sống với gia đình ấy, thì nó bắt đầu nó có những cái gọi là sinh hoạt nó gần gũi cũng có, nhưng mà nó cũng nảy sinh ra những cái va chạm nhỏ nhỏ. Thì cái đấy chúng ta cũng thấy rõ rồi, tin tức thì cũng cho biết đấy. Người ta bảo chứ là trong cái khoảng đại dịch này ấy, cái dịch vụ mà nói về cái vấn đề mà gọi là ly thân với lại ly dị bắt đầu tự dưng anh em nó bắt đầu nó trở thành cái con số gia tăng. Mình nhìn thế này, cái chuyện đó là chuyện cũng đáng buồn, nhưng mà trong một cái gọi là cái góc cạnh nào đó đó, một người như chúng tôi đó thì mình sống thì mình cũng hiểu được đời sống gia đình ít nhiều, mặc dù là chúng ta không có lập gia đình như thầy với tôi, chúng ta không lập gia đình, nhưng mà chúng ta cũng có thể hòa hợp được và biết được cái đời sống gia đình như thế nào. Thì khi mà có cái sự xung khắc xảy ra đó, thì thường thường chúng ta hay có cái ý nghĩ này. Đây là cái chỗ của tôi. Đây là cái chỗ nghĩa là của mình. Đấy. Mình có cái gọi là phải để cho tôi có cái chỗ để tôi làm việc, có cái chỗ để tôi sinh hoạt. Rồi khi mình thấy lấn cấn thì bắt đầu cái gì mình cũng đặt cái vấn đề là của tôi nhiều quá rồi, không biết là cái chỗ nào chỗ của chung, của vợ, của chồng, của anh, của em. Đôi khi á, mình phải nói cái khác, cái niềm tin nó cho mình một cái nhìn, đôi khi phải nhớ điều này như mày này. Trong lúc này là cái lúc mà Chúa hay là anh chị em thấy bên đời sống Phật giáo, Đức Phật chẳng hạn như vậy, những cái khoảng khắc này khoảng khắc quý lắm, là bởi vì này có mấy khi mà được đụng chạm với nhau đâu. Không đụng nhau được thì chưa chắc đã chạm được lòng nhau. Tôi cũng vẫn hay nói với lại các cặp vợ chồng như vậy, thỉnh thoảng đến để hỏi cha, bởi cha độ này anh quá quát lắm, anh ấy bây giờ anh khó chịu với con. Rồi thì anh cũng bảo chứ bà cũng quá quát lắm, là bởi vì là bà ấy cứ không có biết rõ, bà ấy cứ mặc nhiên bà ấy vào trong phòng của con, bà ấy muốn lấy cái gì lấy trong khi con đang cần phải làm việc tập trung. Thế thì tôi mới bảo như vậy này, đấy, vợ chồng ở với nhau, người ta gọi là chia chăn, sẻ gối. Đấy, mình chia với nhau gọi là đầu ôm tay kề ha, mình gọi đời sống chăn gối ha. Thế nhưng mà chưa có bao giờ nói những cái chữ va với chạm, có va với nhau để mới chạm được lòng với nhau. Thì bây giờ tại sao không để cái chữ chạm nó vào cái chữ lòng mà chạm với nhau, thay vì chỉ có chạm nhau bằng gọi là lời nói, hoặc là chạm với nhau bằng những cái lời nói khó nghe, hay là chạm với nhau bằng những cái gọi là cái kiểu mà gọi là cái thái độ nó không được thân thiện. Thì đấy cũng là một cái nhỏ nhỏ trong đời sống tâm linh cho mình được cái hiểu như vậy. Thì mình chỉ chia sẻ một cách đơn sơ vậy thôi, để cho anh chị em người ta đem người ta cảm thấy nó thoải mái, dễ chịu một chút xíu, rồi từ từ rồi mình cũng nói cho họ biết. Ăn ở với nhau khoảng khắc này là những khoảng khắc có Chúa đấy. Thành thứ đấy là đơn sơ vậy thôi thưa thầy. Cảm ơn cha nói rất là hay. Mình nghe giống như cha đang thuyết pháp mà Phật giáo vậy đó. Tại vì cái chữ va đó là ở trong nhà Phật đó thì mình gọi là nó thuộc về cái vùng mà cái bụng ở đây này, cái vùng tâm oa, cái vùng chỗ này đó cha, là lúc nào là cũng mình tôi là va. Vâng. Mà cái chạm đó là cái tình thương trên ngực của mình. Vâng. Thành ra là thường thường là mình đụng cái này trước rồi mình đụng cái này sau. Mà cha thấy không, lúc nào mình chỗ này mình từ 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 bự ra cả. À, thành ra mình va cái này nhiều. Ít khi nào mà chạm cái này lắm. Vâng. Nên cha nói rất là hay, rất là lý chỉ lý. Trong nhà Phật thì là lúc nào nói đó là cái va này đó cho nó nhỏ lại. Nó nhỏ lại thì trên này nó mới chạm dễ hơn. Cho nên là cái chỗ trên này tức là cái lòng thương của mình. Vâng. Mà dưới này đó là cái lòng lúc nào cũng công chính, đúng về sai. Thì cái chỗ này đó
là cái chỗ mà nó cái phần bụng đó, mà cái chỗ này là lúc nào đúng về sai tốt về xấu, là túi lúc nào có trắng và đen thôi, tôi không có cái màu khác gì cả. Vâng. Nhưng mà chạy trên này đó là lúc nào là cũng tình thương. Tình thương. Cho nên là cha nào đúng trước va sau chạm, nhà Phật thì là y hệt như vậy, tức là mình đừng có theo đúng về sai. Vâng. Mà mình nên có theo cái tình thương hơn đó, thì là mình sẽ chạm người ta nhiều hơn, mà chạm lòng hay chạnh lòng hay là cảm động. Vâng. Không khác gì hết. Vâng. Một cái suy nghĩ rất là hay. Cảm ơn thầy. Không, bởi tối ra... nay về chắc có lẽ phải đem xét mình lại vì thấy cái bụng đồ này hơi ra hơi nhiều. Tại ra là cái sự thật là cái va nhiều là vâng. bởi vì là cái phần của mình nó nhiều quá. Vâng. Cái phần mà công lý và chân lý, cái justice lúc nào mình cũng muốn đúng cả, lúc nào mà nó làm cho mình cũng phiền phức lắm, tạo cho mình cái sự khiêm tốn hơn cái thầy. Cái bụng nó nhỏ chút. Vâng. Nó tạo cho mình cái sự khiêm tốn hơn một chút, khiêm tốn hơn chút. Dạ. Đúng rồi, cho nên khoái phi nhiều hơn. Vâng. Khiêm tốn hơn chút. Vâng. Nhưng mà thưa các bạn, nói như vậy nhưng mà các bạn đừng nghĩ rằng là mình chê cái bụng không phải, mà mình nói rằng là nhiều khi là mình thổi phồng mình lên quá, và cái vấn đề thổi phồng mình lên là cái chỗ của cái phần mà mình gọi là tấm oa. Oa, cái chữ oa đó là nghĩa là nó lõm xuống. Nhưng mà khi mà mình thổi phồng lên là nó không lõm xuống nữa, mà nó càng ngày nó càng bự ra. Thế này mình gọi là cái ngã nó bự. Thế này thường thường đó là sự va của cái ngã mình, tôi là vợ, tôi là chồng, cái va về nhau. Chứ còn thật sự ra đó, nếu mà mình nói cái đúng đó, hôm nãy thầy nói chuyện bụng bự là thầy nói cho vui thôi các bạn, thật ra không phải. Các bạn đừng, các bạn xin tha lỗi và xin cha hàng tha lỗi vì là khó gì đâu thầy. Là vì thật sự ra là cái chạm là mình phải cần có cái lòng, cái lòng thương của mình đó, và cái sự cảm thông. Và thưa cha đó, chính cái chuyện đó mà mình thấy là cái sự cảm thông của hai cái đạo, thì tại ra là mình không ngờ nói khác nhau gì cả. Và mình dùng danh từ khác nhau thôi, cha dùng va với chạm, còn mình dùng cái chữ cảm và thông. Cảm và thông, dưới này nó cảm, trên này nó thông, chừng đó thôi à. Vâng. mình va hồi rồi thì mình mới cảm thấy nó đau khổ chút, rồi mình mới thông đến này, là cái chạm đến này cùng với nhau cảm. Thành ra là cũng cảm ơn cha, thật sự ra đó lâu lâu không gặp lại cha, mới gặp lại cha thì mình cũng cảm thông, mình cũng thấy còn chút vui trong với nhau. Lý thú thầy ạ. Vâng. Dạ. Lý thú lắm. Vâng. Vâng, và thưa cha với thầy cũng như quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta vừa nghe cái phần giới thiệu hai cái chữ va và chạm của cha Toàn và cái chữ cảm thông của thầy Hằng Trường. Đó là cái phần đầu tiên chúng ta nói về cái sự khác biệt trong gia đình, và qua mắt nhìn của hai ngài thì chúng ta thấy được cái câu giải đáp cho cái vấn đề trong gia đình. Cảm ơn quý vị.